Tập 1 Lâm Yên Chi Chủng. Này, rõ tay đi. Năng lực giả cấp S mà nhân loại gửi gắm hy vọng đã chết. Gần đố nhân loại vẫn là sự đốn tuyệt vọng và sợ hãi vô tận. Kết thúc. Cảm ơn sự ủng hộ của độc giả. Lại là một cuốn tiểu thuyết đầu vui đuôi chuột rồi. Dung hợp thế giới. Bắt đầu. Tòa cao ốc biến mất trong một đêm. Không làm thì nơi này. Tòa nhà đâu rồi? Số thứ tự kỳ lạ. Đây là cái gì chứ? Mặt trời màu xanh. Này, Thương Đình. Ngày tận thế của thế giới sắp tới rồi. Nhân loại ngu xuẩn và thấp kém ở trên trái đất. Chào buổi sáng. Bắt đầu từ hôm nay, trò chơi chính thức thành lập. Tên của trò chơi là Yên Chủng Chi Chiến. Thế giới đã bị chiếm đóng. Kỹ nào muốn sống sót chỉ có một cách là phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chết đi cho tao. Chúc mừng nhân loại mang số hiệu 01. Người đã thành công giết boss Yên Chủng, nhận được danh xưng giết boss linh hồn cao ngạo. Tương lai là bảo vệ. Là cạnh tranh. Vậy tôi xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên là Thiên Yết. Tới từ lính đến thơ. Thập nhị tinh. Con đại tinh trước đó bị các người đánh là thành viên nhóm của chúng tôi. Hay là phá hủy. Trối đỉnh, phá hủy. Go. Nhưng cậu làm cái gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Chẳng qua cậu nhất định không được trở thành người xấu. Hỏi anh em chúng ta phải làm anh hùng giải cứu thế giới. Thật sự là đứa nhóc thú vị. Nhưng mà chị đây sẽ không tùy tiện cho mấy đứa gia nhập đâu. Tôi đi theo mọi người. Mọi người nói không sai. Thế giới đã thay đổi. Chỉ dựa vào mình tôi, căn bản không thể bảo vệ tốt những đứa trẻ. Tôi chỉ có thể đặt niềm hy vọng vào mọi người. Đội trưởng, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Mau đồng ý. Tiếp theo là thời đại thuộc về chúng tôi. Chào mừng gia nhập với chúng tôi. Này, ra tay đi. Năng lực giả cấp S mà nhân loại gửi gắm hy vọng đã chết. Ngân đấu nhân loại vẫn là sự tuyệt vọng và sợ hãi vô tận. Kết thúc. Cảm ơn sự ủng hộ của độc giả, hãy tin tôi. Cái thật kiên trì đến đây là quyết định đúng đắn nhất của các bạn. Lại là một bộ tiểu thuyết đầu vui đôi chuột rồi. Cậu nên cảm ơn tôi đấy, độc giả ba ba duy nhất của tôi. Dung hợp thế giới, bắt đầu. Hôm sau. Đã nói bây giờ không thể mua tòa nhà mới, xem ra các chủ xí nghiệp lại nháo nhào lên. Lời nói này, không lầm à, tòa nhà đâu. Né ra một chút, cảm ơn. Né ra một chút, cảm ơn. Đây là cái gì? Tổ cha bất động sản. Xây nhà thì không được, nhưng phá thì nhanh lắm. Phải báo cáo thôi. Ông đây vất vả dặn dặm đưa tiền đặt cọc. Đỡ yên cho vụ này chìm được. Nhà tân hôn của tôi.
Chỉ trong một đêm tòa nhà đã mất tiêu, trình độ xây dựng bây giờ tiến bộ thức à. Trường cấp 3, công lập. Anh em tốt, nghe tôi nói này. Này, Thượng Đình, ngày tận thế của thế giới sắp tới rồi. Tối qua lại chơi game thâu đêm hả? Tôi nói thật mà, tới đây, xem mấy bài viết này đi. Mọi người, ai có tôi hiểu, bạn trai của nhà Tân hôn cho tôi, trong một đêm đã không thấy. Mọi người lên án công khai tập đoàn đáng đại. Tiền nhà bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Các anh em thấy một tòa nhà lớn biến mất trong một đêm. Có bất bình thường không? Cậu tự xem đi. Thấy chưa? Các nơi ở trong cả nước đều đã xuất hiện tình trạng tòa nhà biến mất trong một đêm. Cậu cảm thấy chuyện này là trùng hợp thật sao? Chắc là trùng hợp chắn. Cậu không thấy tình hình bây giờ đặc biệt giống với những dấu hiệu báo trước cuộc tấn công của quái thú trong tiểu thuyết sao? Quái thú đang đến. Không phải chứ. Đã sắp tận thế tới nơi rồi mà cậu còn ngồi đọc tiểu thuyết à? Tác phẩm không còn. Không còn. Phần mở đầu của bộ tiểu thuyết này kể về sự cố kỳ lạ khi một số lượng lớn các tòa nhà trong nước đã biến mất. Mà nam chính của tiểu thuyết, sau khi đến trường, bạn chí cố của nam chính đã nói với cậu rằng thế giới sắp tận thế. Mọi thứ đã không phải là sự trùng hợp đơn giản. Có thể hiểu thông suốt. Nội chuyện này liệu có tồn tại thật không? Tiểu thuyết sắp trở thành hiện thực. Giúp tôi suy nghĩ bệnh nha. Thương Đình, vậy mà cậu ấy cấp học. Có triển vọng, người anh em tốt nhất của mình cuối cùng đã tiến bộ. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu suy nghĩ. Theo khung cảnh được mô tả trong tiểu thuyết, những tòa nhà biến mất này sẽ để lại nền móng. Những nền móng đó chính là truyền tống trận được quái thú từ dị giới đến đây. Nếu những miêu tả trong tiểu thuyết trở thành thật. Vậy cái nền móng xây dựng kia là truyền tống trận số 1. Thật là truyền tống trận số 1. Chàng trai, cậu cũng bị công ty bất động sản vô lương tâm lừa gạt không? Đâu, đừng có đau buồn, cậu vẫn còn trẻ. Theo tiểu thuyết miêu tả, truyền tống trận này được gọi là Thâm Uyên. Mở đến cuối cùng cũng không giải thích rõ rốt cuộc là truyền tống trận ra đời thế nào. Thâm Uyên, lần đầu tiên xuất hiện là 999 con, phân bố khắp nơi cả nước. Thâm Uyên lần đầu tiên toàn bộ là một dãy số thứ tự. Đến 0 giờ đêm, một loại sinh vật tên là Yên Chủng sẽ xuất hiện trong Thâm Uyên. Cái gọi là Yên Chủng có đủ loại hình thù kỳ lạ. Khi số thứ tự Yên Chủng tăng lên thì nỗi kinh hồn cũng tăng theo. Yên Chủng cấp 1 đến 10 là trình độ vũ khí hiện tại của con người có thể chống chọi được. Nhưng bắt đầu từ cấp 11, Yên Chủng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vũ khí lạnh và vũ khí nóng bình thường không thể làm chúng bị thương. Chỉ có hỏi cách duy nhất có thể khiến chúng bị thương. Đó là thông qua giết Yên Chủng, nhận được phần thưởng tới từ thế giới thần quý. Những phần thưởng này bao gồm vũ khí chiến đấu đặc biệt có thể khiến dị năng của con người trở nên mạnh hơn. Chỉ có dựa vào những cái thứ này, con người mới có thể chiến đấu với Yên Chủng. Theo gốc truyện trong tiểu thuyết, tòa Yên Chủng cấp 1 xuất hiện, đầu tiên là một loại sinh vật tương tự con chó lớn. Loại sinh vật này tấn công bằng răng nanh và móng vuốt, nhưng di chuyển chậm và dễ dàng bị giết. Nếu là như vậy, có lẽ mình có thể cố gắng lấy phần thưởng nhờ vào lần giết đầu tiên. Căn cứ truyện miêu tả, người giết Yên Chủng đầu tiên trên cả thế giới sẽ nhận được một phần thưởng. Nếu mà nhớ không lầm, phần thưởng giết Yên Chủng đầu tiên có thể tăng cường thể chất rất là nhiều. Có thể chất cường tráng khi đối mặt với Yên Chủng cấp 2 sẽ có sự tiến bộ rất lớn. Ngay cả khi những người khác còn cần thành lập đội để chinh phục Yên Chủng cấp 2, thì cá nhân mình đã có thể tiêu diệt Yên Chủng cấp 3. Thì không biết mọi chuyện là thế nào, nhưng
Nếu nó không thở tránh khỏi vậy chỉ cái thở dốc sức trở nên mạnh hơn. Ơi, lại thêm một người điên. Bà chủ, tôi mua những cái này. Được. Cái tốt nhất để đối phó với yên chủng cấp 1 là sử dụng vũ khí trường thương. Chứ còn ghép cái ống thép lại với nhau và lắp ráp một con dao gọt trái cây. Còn với những tấm sắt này, mình có thể quấn chúng quanh người để làm giáp bảo vệ đơn giản. Thượng đình, cậu ấy vậy mà trốn học. Con gái cưng, khi nào con về nhà, chả có chuyện lớn muốn nói với con. Biết rồi, cha chờ con ở nhà đi. Mặc dù hơi khó chịu nhưng có còn đỡ hơn yếu. Tiếp theo, chỉ cần lắp ráp vũ khí thì được rồi. Còn hơi căng thẳng, mong mọi thứ có thể thuận lợi. 23 giờ 40 phút. Rất tốt, không có người. Kiếm 20 phút nữa nhất định phải giết được yên chủng đầu tiên. 23 giờ 54 phút 55 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đây chính là yên chủng. Yên chủng cấp 1 thường sử dụng tốc độ tấn công nhanh, chỉ cần né tránh thời điểm nó nhào lên thì có thể trực tiếp đâm xuyên phần eo của nó. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nắm chắc cơ hội, giết chết trong một đòn. Tới rồi. Chết đi cho tao. Thành công rồi. Đã chết. Không, sau khi yên chủng chết sẽ rơi ra yên thạch. Hiện tại mình vẫn chưa thấy thông báo giết thành công, cũng chưa thấy yên thạch, có nghĩa là... Này, gia hỏa, ngươi xảo quyệt thật, nhưng tiếc thì, ngươi giả chết vô dụng thôi. Ta sẽ an tĩnh chờ đợi ngươi chết. Chúc mừng nhân loại mang số 01, bạn đã thành công giúp yên chủng đầu tiên nhận được dung danh xưng linh hồn cá ngậu. Dạ, đạt được rồi. Bạn muốn kích hoạt danh hiệu linh hồn cao ngạo không? Kích hoạt. Linh hồn cao ngạo đã kích hoạt. Tác dụng một cường hóa cơ thể, đạt được sức mạnh tối đa tăng gấp 10 lần và độ cứng 10 lần cơ thể con người. Tác dụng 2, khả năng phản ứng thần kinh được cường hóa, đạt được gấp đôi khả năng phản ứng cực hạn của cơ thể con người. Đã kết thúc rồi sao? Không hổ là phần thưởng giết đầu tiên. Tiếp theo để mình thử xem cơ thể sau khi cường hóa có thay đổi đến mức nào. Tuyệt thật, với lại không hề thấy đau đớn. Vậy kế tiếp. Mạnh quá, thật sự mạnh quá đi. Vậy xem thử yên thạch đấy nào, coi nó có thể mang đến năng lực gì. Đây là năng lực hở không gian. Năng lực hệ thống không gian có thể lưu trữ các vật thở không có sinh mạng. Các bậc năng lực hiện tại một. Hóa ra là năng lực không gian hệ lưu trữ, kém hơn tôi tưởng một chút. Giờ thì xem thử vũ khí thôi. Liệp thần kiếm cấp 1, tác dụng cường hóa cơ thể 2, tác dụng 2, đổ máu, khiến mục tiêu đổ máu liên tục mỗi giây làm giảm 1% sinh lực tối đa của mục tiêu.
Cường hóa cơ thể còn có phần trăm tỷ lệ chảy máu à? Tăng cường cơ thể nhờ danh hiệu cộng thêm thanh kiếm liệp thần, công độ thay điểm sức phát của mình hơn hẳn những người khác. Lại thêm một việc là mình đã có sẵn tất cả kịch bản và mọi việc sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào. Yên chủng cấp 2 sau 3 ngày nữa sẽ giáng xuống, mình đã có chút mong chờ rồi. Thượng đình ơi do dường như tôi cảm giác cậu có hơi khác. Cậu biết không, ngày tận thế của thế giới thật sự sắp tới rồi. Cậu nhìn thấy thông tin trên mạng chưa? Chính là tối hôm qua rất nhiều người nhìn thấy quái vật, không chỉ riêng nước ta mà ngay cả nước ngoài cũng giống vậy. Thậm chí có người đăng hình quái thú lên trang mạng nước ngoài, tiếc là không bao lâu thì bị chặn. May mà tôi đã nhanh tay lưu lại một ảnh. Cậu xem, anh chàng này là một bộ đội đặc nhiệm đã nghỉ hưu ở nước ngoài. Theo anh ta nói, con quái thú đẹp bất ngờ xuất hiện từ nền móng của một tòa nhà đang xây dựng dang dở. Hơn nữa, cậu đoán sau khi anh ta giết quái thú sẽ xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Anh ta nói, mình nhận được một phần thưởng thần bí. Siêu năng lực đó hiểu không? Anh ta nắm giữ lôi điện. Thượng đình, tôi cho rằng anh ta không hề nói dối. Việc này là một cơ hội lớn đối với hai anh em chúng ta. Mặc dù đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, nhưng theo tôi phân tích quái thú nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Lần sau hai chúng ta liên thủ giành lấy siêu năng lực cho ra rồi. Được. Hả? Các em, vào tin đồn xuất hiện trên mạng hôm nay. Cậu mong các em đừng có tin, hãy tung tin đồn, đừng có bàn tán về nó. Đối với các bạn, lúc này việc học là quan trọng nhất. 3 ngày sau, cô sẽ không nhận định như vậy nữa. Thượng đình, lẽ nào cậu tan học, kiến thức, trong tâm hồn, trọng tâm hôm nay rất quan trọng. Là một đề bài bắt buộc phải kiểm tra, mà mọi người xem kỹ, có gì không hiểu thì đến gặp cô bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng tan học rồi. Để cho tôi ra ngồi, tôi có chuyện hỏi cậu. Có phải cậu có chuyện gì giấu mình không? Mình phải nói thế nào với cậu đi? Bắt đầu từ hôm nay, hãy ta Ấn Độ nghĩa tiệc, các áo độ nghĩa, tạm biệt. Đừng có đùa. Mình cứ tưởng chúng ta là anh em tốt nhất, hóa ra là một mình tôi, chỉ có mình tôi đơn phương. Ơi, vốn dĩ để nói với cậu muộn hơn, nhưng cậu phải đảm bảo chuyện này cậu tuyệt đối không được nói với người thứ ba. Cậu yên tâm, mình mà cậu còn không tin tưởng sao? Nhìn kỹ đi. Vãi nồi. Đêm qua mình đã xử lý một con quái thú cũng nhận được năng lực tương ứng. Ôi má ơi. Xem ra tình bạn của nam sinh cũng rất là thân mật ha. 3 ngày sau, quái thú mới sẽ xuất hiện. Địa điểm xuất hiện mình cũng đã biết rồi. Để lúc đó mình sẽ giúp cậu tiêu diệt nó. Như vậy cậu sẽ có được năng lực này. Thượng đình, chuyện này làm sao cậu biết được vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Tham mưu, tòa thứ hai sẽ xuất hiện ở một công xưởng bảo hồn cách đây 30 km. Khác với tòa thâm yên thứ nhất, tòa thứ hai sẽ xuất hiện hai con yên chủng. Một con là hình thái khỉ vượn, tốc độ cực nhanh, sẽ sử dụng móng vuốt sắc nhọn làm vũ khí trong nháy mắt, cắt đứt yết hầu của con người. Nhưng tương ứng là con yên chủng này á, gần như là không có bất cứ lực phòng ngự nào, cơ thể đơn thuần là chẳng khác biệt gì lớn với con khỉ thông thường. Còn về loại yên chủng thứ hai, thì tương tự như tinh tinh lưng trắng lớn,
Mặc dù tốc độ chậm nhưng lại có lực phòng ngự và lực phá hủy cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà mình bây giờ bất luận là sức mạnh hay là tốc độ đều vượt xa hơi của yên chủng này. Chỉ cần giết chết một con trong nháy mắt á, sau đó đánh tàn phở con thứ hai, còn lại giao cho Trình Vũ đâm một nhát cuối cùng là được. Thượng đình, thượng đình. Sao vậy bác Vương, sao vội thế? Tối nay vào nhà bác ăn cơm, ăn bữa cơm đi. Bá Vương, có phải cái cháu lại đến rồi không? Thằng nhóc này từ nhỏ đã thông minh rồi, không có gì mà giấu nổi cháu được. Có người cậu cháu cháu cũng rõ rồi, thời gian qua đều luôn nhòm ngó căn nhà của nhà cháu. Cháu có thể đơn lực mỏng, vẫn nên đừng có xung đột với hắn thì hơn, tránh được thì tránh. Bác Vương, cái cần đến nó vẫn sẽ đến, ý tốt của bác cháu, đã nhận rồi, cháu sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Đứa nhóc ngô, tại sao lại làm bệnh khổ như vậy? Thượng đình sao còn chưa về? Bà không lẽ thằng đó nó lại trốn rồi chứ? Bà không lẽ thằng đó nó lại trốn rồi chứ? Sợ cái gì? Nó không vừa thì càng tốt, hãy bác có quên sẽ lại đây. Chúng ta có gì chút, căn nhà này là của nhà ta. Vừa rồi kìa. Các người lén đến nhà tôi cũng bỏ qua đi. Nhưng còn xáo trộn mọi thứ trong nhà lên, thật sự không còn chút mặt mũi nào hả? Không mời mày, mẫn ai đi hả? Thượng đình, căn nhà này mày cũng ở rất lâu rồi. Còn cậu mày á, làm người lớn trong nhà cũng đã tận tình tận nghĩa. Giờ mày cũng đã lớn rồi, đã tới lúc nên tự lập. Thế này đi, mày mau thu dọn hành lý, bây giờ đi ra ngồi thơ nhà vẫn còn kịp đấy. Tao cho mày 50 tựa coi như là chút lòng của cậu, mày giữ lấy đi, chờ chờ cho ít nha. Mày còn đứng ngay ra chi hả? Mau thu dọn đồ đạc rồi cút xéo khỏi nhà tao. Cầm cái tờ giấy chúc giả hết tạo tùy ý làm vậy. Hỏi cha con các người không biết liêm sĩ sao? Thật là mắc ối. Đâu má, mày nói tạo giả tạo di chúc. Mày có bằng chứng à? Mày ngu thì đi tố cáo tôi đi. Giờ mà mới quen quan hệ lâu năm của ông đây, hiểu sợ thằng nào đâu. Không tin mày cứ làm đi. Lúc lão già tử còn sống, tôi nhờ vào sự chăm sóc của tôi và mẹ, hai cho con ông có giúp được phần nào. Ông ấy bệnh nặng nằm trong bệnh viện, có hôm nào mà không phải do mẹ con tôi cầu bên chăm sóc. Vì khám bệnh cho lão gia tử, mẹ tôi làm 4 công việc, còn tôi làm 3 công việc. Nhưng các người làm gì thì làm, một cũng ba nghiện rượu, một cũng ba cờ bạc, không ra công mắt cũng không ra tiền, thậm chí còn thường trộm tiền trong nhà nữa. Làm người như các người thật sự quá là mất mặt. Nói chính lắm vợ có tác dụng gì? Với chút nằm ở trong tay bọn tao, căn nhà này có là của bọn tao. Tao nói, tao vẫn nói câu đó, ngon thì tố cáo tao đi, hoặc là ngon ngỗ mà cứ xéo. Nói thẳng ra mẹ con mày cũng vì căn nhà này mà thôi. Tao thấy mẹ mày gặp quả báo nên mới bị xe đụng chết. Cả nhà mày đều không phải cái thứ tốt lành gì. Mày là cái đồ con hôn, mày mày là con mụ điếm túi, còn mày đặt cái bắt chước có đẳng cấp như tao, thử cho má. Mày thu lại những cái lời đó là cho tao. Nói trúng cái chỗ đâu à? Ngô thì nhà vô, phế vật. Sao nào, mày còn dám đánh người lớn hả? Nhà vô đi, hôm nay con ông đánh mày bầm dập đi. Con mẹ mày. Tao muốn báo cảnh sát, tao muốn cho mày đi bốc lịch. Ốc con, vô dụng dám ra tay thật. Ừ giờ, đâu chết mày.
Ba, không thể nuốt trôi cái công tức này được. Không phải ba quen Sở Trường Vương sao? Có muốn cho nó đi tù? Căn cứ theo đợt yên chủng thứ hai xuất hiện, cả thế giới sẽ thật sự thay đổi. Tình hình trước mắt không cần gây nhiều chuyện nhiều. Dẫu sao hệ thống tư pháp hiện tại vẫn chưa được định hình lại. Nhưng 3 ngày sau, hy vọng lão gia tử ở dưới mồ có thể dạy mấy người chút lễ độ. Thời gian còn lại là 3 ngày, cứ tận hưởng cho tốt đi. Ở con này, không tranh giành này á, không tranh giành cái nhà của chúng ta nữa. Mở nó, muộn rồi. Ba, máu gọi điện cho Sở Trưởng Vương. Chở tới một phòng lớn ở 3 ngày. Cậu trai trẻ đến công tác à? Có cần massage gì không nào? Kỹ thuật của mấy cô gái ở chỗ chúng tôi được làm đây. Không cần, không cần. Cảm giác không ổn á, hay đổi khách sạn nhỉ? Nhưng khách sạn này là chỗ gần nhất đợt yên chủng thứ hai. Cậu nhóc ngượng ngùng gì chứ? Giao cho tôi, đảm bảo tối nay cậu sẽ thoải mái. Thật sự không cần. Nè, 208 lầu 2, không phải từ chối vội vàng. Không chờ cậu xích trong trong ông không kịp ấy chứ. Ở khách sạn nhỏ chết tiệt này, vô dục vô cầu, vô dục vô cầu, ráng chịu đựng thêm 2 ngày thì được rồi. Đại chí thư, đây là khách sạn có khoảng cách gần mục tiêu nhất, cậu hãy chịu đựng một chút đi. Bực mình quá đi mất. Dì Bạch, dì vẫn nghĩ sao về cái vấn đề này? Căn cứ theo âm thanh và giọng điệu, nó chắc chỉ là diễn kịch thôi. Hơi thở của người đàn ông đối diện cho tôi biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi chưa đầy 10 giây nữa. Dì Bạch, dì đã nói cái gì thế? Còn nói sự việc ở công trường kia kìa. Cô không nói rõ. Theo tình báo gia chủ đã thu thập cho thấy cái thế giới của chúng ta đã xuất hiện thay đổi kinh người. Những thế giới có thể tiếp tục tồn tại sau khi thay đổi hay không, quyền quan trọng nhất là giết chết những quái thú có lai lịch không rõ ràng đó. Vậy nên tiểu thư lần này, tôi nhất định nó sẽ giúp cô giết quái thú thành công. Để sau này, cô có thể đứng vững ở trên đôi chân của mình. Kết thúc. Vừa thời gian vừa lúc. Dì Bạch, 2 ngày sau, 23 giờ 30 phút. Thượng đình, liệu có nguy hiểm không? Yên tâm, yên chủng cấp 2 vẫn chưa đủ uy hiếp tôi. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân thôi. Thượng đình, nếu thật sự có nguy hiểm xảy ra, cậu yên tâm đi bà, sẽ không. Cậu thu hút sự chú ý của quái thú, còn tôi chạy trước. Cậu là anh em tốt của tôi thật à? Tất nhiên rồi. Không như cậu của tôi đây. Còn lại 3 phút. Thương định, cậu nói xem. Nếu như còn người khác đến giết yên trụng trước, vậy mình phải làm sao? Yên tâm, không sao đâu. Theo nội dung của tiểu thuyết, yến chủng cấp 2 lần này từ từ lớn lên trong một đêm không bị ai chiếm giết. Tiếp theo yến chủng xông vào thành phố, triệt để khiến con người chứng kiến thay đổi của thế giới. Thương định, sao? Đó là Mộc Thu đúng không? Không thể nào, rõ ràng nội dung không viết thế này. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Mình ngu thật. Yên chủng cấp 2 không phải không có người phát hiện, mà vì người chém giết yên chủng ở trong đợt này đều đã bị giết hoặc là thất bại trở về. Dì Bạch, yên tâm, chúng ta đi đến đó đi nào. Hồi trước tôi nói trong nhà Mộc Thu hình như có chút thế lực không tầm thường. Cậu thấy người phụ nữ ở bên cạnh cậu ta không? Cảm giác như là lính đặc chủng. Này, không lẽ Mộc Thu cũng đã được năng lực, hoặc là người đã đến đến lực này là người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp kia?
Dù cho thế nào tôi cũng không để người khác cướp yến chủng cấp 2 khỏi tay. Gì vậy? Quả tôi sẽ xuất hiện từ chỗ này sao? Theo tình báo cho biết, chỉ còn đến 0 giờ, nơi này sẽ xuất hiện một thứ tương tự động pháp, sau đó quái thú sẽ xuất hiện từ trong trận pháp. Quái thú có sức mạnh cơ thể khá cao. Đây là quả bom chúng ta chế tạo sau khi tính toán nghiêm ngặt. Hắn là đủ để gây thương tổn nặng nề cho quái thú, nhưng không thích trực tiếp giết chết nó. Chờ đến khi quái thú bị thương nặng thì tích lục con giải quyết một kích cuối cùng. Ừ. Thượng đình chúng ta nhất định phải ở đây. Cậu không còn lựa chọn tốt hơn phải không? Đúng. Sử dụng bom là vũ khí sao? Có vẻ dù là Mộc Thu hay người phụ nữ này, họ vẫn chưa đạt được năng lực. Tiếc là bom mini này có lẽ làm yên chủng thứ nhất bị thương, nhưng với yên chủng thứ hai thì căn bản không thể khiến nó bị thương chí mạng, trái lại còn khiến nó cuồng bạo hơn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau khi yên chủng thứ nhất bị thương, mình chỉ còn tập trung đối phó với con khỉ độc ngu ngốc này thôi. 23 giờ 59 phút 55 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Có đến hai con, tốt quá rồi. Ngu ngốc. Chính là lúc này. Chuẩn bị sẵn sàng. Ừ. Không làm nó bị thương. Không đúng. Có một con đã bị thương. Tiêu rồi, tỷ thủ, mau tránh ra. Tỷ thủ, đi mau. Được, không, đừng mà. Không. Đâu thật đó? Tiểu thư, mau đi đi, hai người không thể đối phó được yên chủng cấp 2 đâu. Cậu, thượng địch, tại sao cậu lại ở chỗ này? Việc này không cần phải giải thích với cậu. Rời khỏi nơi này ngay đi. Tấn cường có thể lên 10 lần. Vậy mà chỉ đến ngàn 5 năm sau. Nên kết thúc rồi. Chúc mừng nhân loại số 01, bạn đã giết yên chủng cấp 2 thành công. Sao cậu còn không xuống đây? Chờ đợi cái gì nữa? Làm sao tôi xuống được? Cậu thật là vô dụng, ức hiếp người quá đáng. Đến đây đi, giết nó. Xin chờ một chút.
Sao hai người vẫn chưa đi? Thượng Đình, vừa rồi cậu, cảm ơn cậu. Bà họ Thượng Đình, rất cảm ơn vừa rồi đã cứu tiểu thư. Tôi nghe cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không đưa cô yên chủng này đâu. Tôi sẽ đưa ra một điều kiện cậu không thể từ chối. Thượng Đình, muốn hay không? Đừng có lờ mờ, đây là việc tôi đã đồng ý với cậu, nhận ra đi. Được. Chúc mừng nhân loại số 1666. Chúc mừng bà đã giết yên chủng cấp 2 thành công. Đây là cái quái gì thế? Đừng có ngạc nhiên. Nhị Bạch, chúng ta đi thôi. Bác học Thượng Đình, tôi thấy chúng ta vẫn có thể nói chuyện tiếp. Có vẻ tất cả thông tin cậu nắm giữ thậm chí là vượt qua chúng tôi, nhưng cậu yên tâm, đây là bí mật của cậu, chúng tôi sẽ không hỏi nhiều. Vì vậy tôi muốn ủy thác cậu giúp tôi giải quyết quái vật xuất hiện trong đợt kế tiếp. Và thù lao thì cậu có thể tùy ý báo giá. Tôi tin ở trong thành phố này vẫn chưa có chuyện gì mà Mộc Gia không làm được. Tôi còn suy nghĩ thêm, nhưng bây giờ hai người nên rời khỏi đây. Được, nếu cậu muốn bàn bạc có thể liên hệ tiểu thư bất kỳ lúc nào. Cậu làm giống tôi, ăn viên đá này. Linh hồn cao ngạo đã kích hoạt tác dụng một, cường hóa cơ thể, tăng sức mạnh và độ săn chắc của cơ thể gấp 10 lần. Tác dụng 2, thường quả khả năng phản ứng của thần kinh đạt được gấp đôi khả năng phản ứng của cơ thể con người, tăng khả năng khoảng 10%. Tăng 10% sao? Cũng không tệ nha. Đừng có gây ra đó, năng lực của cậu là cái gì? Năng lực của tôi là ứng nhãn, giúp tăng tầm nhìn tối đa lên 2.000 mét. Có vẻ như nó không có tác dụng gì. Vậy mà là ứng nhãn, tiểu tử cậu đạt được bảo bối rồi. Là vậy sao? Khẩu súng lục thuộc vào cậu rồi. Hỏa chi cường tập level 1, tác dụng phạm vi sát thương 500 mét, gây ra 10% sát thương thế lực cơ bản, đốt cháy mục tiêu và giảm 10% khả năng di chuyển của mục tiêu. Đạn hỏa nguyên tố 5, thời gian nạp đạn 10 giây trên viên. Thuộc tính khá được đấy. Năng lực vũ khí của cậu là gì? Là chuẩn xác 100% trúng ở trong tầm nhìn. Và cái thứ 5, mở thêm 1% sát thương tối đa. Lợi hại. Thượng Đình, đều nhờ các cậu. Đi thôi. Trở về ngủ ngon một giấc, bắt đầu từ ngày mai thế giới sẽ dần thay đổi lớn. Tiếp theo chính là thời đại thuộc về hai anh em chúng ta. Xin lỗi gia chủ, là sơ suất của tôi không giúp đỡ tiểu thư đạt được năng lực đặc biệt. Vâng, là bằng học của Mộc Thu, ngài yên tâm, trong một ngày tôi sẽ điều tra rõ lai lịch của cậu ta. Thương Đình, Thương Đình, tối nay chúng ta định ở lại đây sao? Tôi đã ở 2 ngày rồi, ráng nhịn đi, quen là được rồi. Trên mình tôi còn hơn 500 tờ, cậu còn tiền không? Không, còn không ít. Có điều không lâu sau hệ thống tiền tệ hiện tại sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Ơi, dừng lại, cẩn thận mắc bệnh. Quỳ chào. Tôi chưa nói gì mà quả nhiên người trái tim xấu xa, nghĩ gì cũng xấu xa hết. Đồ ăn các cậu đặt cho tôi đỡ bên ngồi nha. Ăn cơm nào, ăn xong mau đi ngủ. Tiếng sau chuẩn bị tới rồi. Chuẩn bị tới với thế giới mới.
Cực phẩm. 8 giờ sáng nay, mặt trời của cả thế giới sẽ biến mất cùng một lúc. Thay thế chính là một mặt trời ánh sáng xanh lục. Trong sách đó tên là lục diệu nhất. Theo sự xuất hiện của lục diệu nhật, toàn bộ thế giới sẽ bị một màu xanh bao phủ. Một giọng nói thần bí vang lên bên tai của tất cả mọi người, nói mọi người rằng trái đất đã trở thành sân chơi của yên chủng. Cũng chính từ lúc lục diệu nhật xuất hiện, cả thế giới đều nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Chính phủ các nước gấp rút mở họp khẩn cấp. Mà sau khi thâm niên đời thứ ba, thứ tư xuất hiện thì có càng nhiều năng lực giả ra đời. Cũng chính từ lúc ấy trở đi, thế giới hoàn toàn thay đổi. Năm quốc gia lớn trên toàn cầu liên hợp nhau thành lập tiểu đội ứng đối đặc biệt, đồng thời bắt đầu cơ sở huấn luyện đào tạo người sở hữu năng lực. Các nhà khoa học trên thế giới cũng đã gạt bỏ định kiến về quốc tịch, cùng nhau phát triển những loại vũ khí mới có thể chống lại yên chủng. Chỉ tiếc rằng không có tác dụng gì. Vũ khí của con người không có ích lợi nào khi đối diện với yên chủng. Thượng đình còn nói xem ở chỗ chúng ta có bao nhiêu năng lực giả, chắc không nhiều nhỉ? Cậu có lẽ là mạnh nhất ở đây rồi, còn tôi, năng lực của tôi xếp hạng bao nhiêu? Hiện tại, tổng cậu chỉ có khoảng 200 năng lực giả. Lượng và năng lực tớ nhất cậu cũng có thể đứng ở top 30. Top 30. Vậy chẳng phải tôi có thể muốn làm gì thì làm ở hôi mưa gọi gió. Này, cậu sao thế? Tôi đang ngồi một chút. Thượng định ơi, thượng định. Có vẻ tôi đoán không sai. Cậu quả thực là người sống lại. Đáng ghét, tại sao người sống lại không phải mình? Tôi có quen con gái mà cậu nói, nhưng mà không có ở trong chúng tôi. Hình như là người ở bên ngoài thi thoảng sẽ tới tiếp khách. Ngũ hành đều là cực phẩm, hoàn toàn có thể đi tới chỗ tốt hơn, thật chả hiểu. Quả nhiên là cô ta. Ồ, giống cô, cậu quen cô ta. Chị, phòng cô ấy số mấy? Tôi không thể tùy ý tiết lộ thông tin cơ của khách. 502. Cảm ơn chị, coi như tôi thích chị một ân tình, sau này nếu không thể sống tiếp nhớ liên lạc tôi. Thằng nhóc trù yếu ai đấy hả? Theo nội dung trong sách, thế giới này tổng cộng có 12 năng lực giả đỉnh cấp nhất. Mỗi người họ đều có khả năng một mình hiển diện một thành phố, cũng được gọi là thập nhị tiên thiên tinh. Năng lực của thập nhị thiên tinh toàn bộ được căn cứ theo 12 chòm sao. Trong số đó có một người nữ sở hữu năng lực thiên yết hí quỷ diệt giả. Vì vậy cô ta cũng được gọi là thiên yết. Cũng có thể được xếp top 5 trong 12 người. Dù là trong sách cũng chưa từng viết rõ tên của cô gái này là gì, cũng không ai biết lai lịch và quá khứ của cô ta. Nhưng sau lưng cô ta có biểu tượng hoa hồng có gai. Nhờ tiên nghĩa cực kỳ tàn nhẫn với đàn ông, thú vui lớn đó của họ là sỉ nhục, hành hạ đàn ông và nuôi dưỡng một hậu cung nam, nên nhiều người suy đoán rằng cái thở tiên nghĩa kết một nghề nghiệp đặc biệt ở trong quá khứ. Mọi thứ làm ở hiện tại đều bất mãn với cuộc sống và báo thù chuyện khi xưa. Hoa hồng có gai, chức nghiệp đặc biệt. Ít nhau có một nửa tỷ lệ cô ta chính là thiên yết. Nhưng dù cô ta là thiên yết thì mình đã muốn nói cái gì đây? Trong lòng cô ta nhất định tràn ngập thù hận với đàn ông mình có thể kết giao được không? Ôi chào, chẳng phải là em trai ban nãy sao? Chào chị. Cậu theo dõi chị? Không có, tôi 3 ngày một lần.
Không trả giá nha. Chỉ hứa làm rồi tạm biệt. Thằng nhóc này có cái gì đó không đúng, xem ra nơi này không thể ở lâu. Không xong rồi. Quên đi, tiếp theo cứ an tĩnh chờ đợi. 8 giờ tối, 7 giờ 59 phút sáng. Thưa đây, không thể để tôi ngủ một lát hả? Chỉ còn có 1 phút. Câu nói là bắt đầu rồi. Giờ này mình mệt mỏi quá chứ. Sao mặt trời đã trở thành màu xanh? Tôi cũng thấy mặt trời màu xanh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Các người mau quay game show à? Đừng có hù tôi. Buồn ngủ chết được. Vốn dĩ cái thở ngủ ngon lành đến trưa, đều tại cái thằng nhóc không rõ lai lịch kia. Phía trước chính là khách sạn mới, mình muốn ngủ một giấc. Ngủ ngon một giấc. Mặt trời màu xanh. Bác sĩ chưa từng nói người bệnh ung thư sẽ xuất hiện triệu chứng mù màu. Có điều nó thật đẹp. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhớ lỗi địa cầu ngũ sưởng thấp kém. Chào buổi sáng. Thế nghĩ các người đã nhận được món quà của ta. Khó là nhiều người trong số các người cũng đã có năng lực vượt xa người địa cầu. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, trò chơi chính thức bắt đầu. Tên của trò chơi là Cuộc chiến thâm niên. Trước khi giáng xuống địa cầu, nó là một ma pháp trận có tên là Thâm Miên. Còn quái vật xuất hiện trong ma pháp trận được gọi là Thạp Yên Chủng. Dễ chết Yên Chủng sẽ đạt được năng lực siêu việt hơn nhân loại. Thâm Yên có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên trái đất. Số thứ tự của Thâm Yên từ 1 đến 99, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện 999 chỗ ngồi. Trong mỗi chỗ của Thâm Yên sẽ xuất hiện bất kỳ từ 1 đến 9 Yên Chủng. Quy tắc chiến thắng trò chơi chính là tiêu diệt toàn bộ Yên Chủng của Thâm Yên, giành chiến thắng cho nhân loại. Ngược lại, nếu trò chơi thất bại, trái đất sẽ trở thành đồ ăn của ta. Nói nhiều thế đủ rồi, cho trò chơi mà có quá nhiều thông tin gợi ý thì không còn gì thú vị nữa hết. Vậy nên chúc các nhân loại chơi vui vẻ. Thượng đình, có người cuối cùng sẽ giành được thắng lợi đúng không? Lần này á, nhất định sẽ được. Lần này sao? Mọi người, theo như kết quả điều tra của các nước ở trên thế giới thể hiện, Mặt Vợ Quốc, sự kiện lần này đã phần nào thành sự thật. Trái đất sắp trở thành trò chơi của sinh vật thần bí đó rồi. Tôi không tin những thứ gọi là quái vật này có thể chống đỡ được sức mạnh vũ khí nóng. Trên thế giới này không có bất cứ sự sống nào có nguồn gốc carbon nào có thể sống sót khi bị lửa bao trùm. Tôi đề nghị lập tức can thiệp bằng quân sự trên toàn quốc. Chú Vạn Lý, ngay khi những thứ gọi là thâm uyên xuất hiện ở phía chính phủ, chúng tôi sẽ ra tay tiêu diệt nó. Cố gắng hết trấn
cố gắng hết sức tránh liên lụy đến người dân vô tội. Không ổn thỏa. Theo thông tin tình báo mới nhất mà chúng tôi nhận được thì vào lần xuất hiện thứ hai của thẩm yên đã xuất hiện yên chủng có thể ngăn chặn vũ khí nóng cỡ nhỏ. Giang Văn Phong, giữa theo tình hình hiện giờ thì lần xuất hiện tiếp theo của yên chủng có lẽ có thể ngăn cản được vũ khí nóng quy mô lớn cũng nên. Vậy anh nói sẽ nên làm gì đây? Thành lập tiểu đội dị năng, tập hợp tất cả những người có siêu năng lực lại với nhau, tạo thành bộ đội chính quy chiến đấu với yên chủng. Tôi thấy ý kiến của văn phòng đề xuất không tệ. Những người có năng lực này là lực lượng bảo vệ trái đất, nhưng cũng là một nhân tố không thể không chứ. Chỉ có tập hợp họ lại thì mới có thể quản lý hiệu quả hơn. Chuyện này sẽ giao cho Văn Phong làm nhé. Văn Lý, chuyện đã diễn ra đến nước này á, đất nước nhất định trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện rất là nhiều biến cố. Việc duy trì ổn định trong nước tôi sẽ giao cho cậu xử lý. Rõ. Thương Đình, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Toàn thế giới rất là nhanh sẽ thành lập một tổ chức chuyên đối phó với yên chủng. Chúng ta sẽ gia nhập vào chính phủ sao? Không, chúng ta sẽ không gia nhập vào tổ chức của chính phủ, mà là lựa chọn trở thành lính đánh thuê hợp tác với họ. Theo như mạch truyện thì nhân vật chính trong sách chính bởi vì gia nhập chính phủ nên hành động bị hạn chế, đã bỏ lỡ rất là nhiều tài nguyên và cơ hội. Mà còn mình là tuyệt không thể phạm lỗi đó. Gia nhập chính phủ chắc chắn có rất nhiều lợi ích, nhưng hành động của chúng ta sẽ bị giới hạn. Vậy chúng ta bây giờ trước hết giải quyết chút chuyện riêng đã. Lần xuất hiện tiếp theo của yên chủng là vào nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần tiến hành huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị ứng phó với đợt yên chủng thứ ba. Trên riêng Thường Đình, cậu sẽ không phải là muốn muốn làm như này với cậu của cậu đấy chứ? Có làm gì tôi cũng đều sẽ ủng hộ cậu. Chứ là cậu đừng có biến thành một người xấu. Họ anh em chúng ta đều muốn làm anh hùng cứu vớt thế giới đấy. Anh yên tâm đi. Không có thiên lý, ông đây vừa lấy được nhà, vừa mới được sống cuộc sống tốt. Còn mẹ nó, vậy mà bây giờ lại xuất hiện quái thú, quyết tâm không muốn ông đây được sống tốt. Vốn dĩ cái thở hưởng thụ sớm một chút. Cũng tại cái tên tạp chủng Thường Đình kia, nó đúng là đáng chết. Con trai, chuyện đến nước này thì cũng không còn đường lui nữa rồi. Hỏi người chúng ta nắm bắt cơ hội rồi sống cuộc sống tốt thôi. Thở lượng của thằng nhóc này đi xuống rồi. Vậy mà đã. Mày, cậu đến lượt cậu rồi. Thượng Đình, mày đây là đã phạm tội. Mày giết người rồi. Tôi biết rồi. Tao là cậu ruột của mày. Mày không thể cứ sai như vậy được. Chúng ta là người thân cùng chung dòng máu. Người thân? Lúc mẹ tôi còn sống, các người tìm mọi cách để sỉ nhục hai mẹ con tôi. Mẹ tôi bị bệnh nặng vào viện, còn các người không chỉ không trả chút tiền nào mà còn ở trong phòng bệnh nguyền rủa bà ấy chết sớm. Sau khi mẹ tôi chết đó, các người còn nghĩ cách để độc chiếm căn phòng mà mẹ và ông đã lỡ cho tôi làm của riêng. Đây chính là cái mà các ngươi gọi là người nhà. Nếu như không phải là bởi vì đã không phụ lòng mẹ tôi muốn sống yên ổn, thì ông nghĩ rằng bố con các người thật sự có thể sống đến bây giờ sao? Đừng đừng giết cậu. Cậu xin cháu tha lỗi cho cậu.
Cậu biết sao rồi? Cậu nói cho cháu biết một bí mật kinh thiên động địa. Tha thứ cho ông, là chuyện của mẹ và ông của tôi, còn tôi chỉ phụ trách tiễn các người đi gặp bọn họ thôi. Cậu biết ai là người đã dùng chết mẹ cháu, đụng chết mẹ cháu? Cậu biết ai là người đã đụng chết mẹ cháu? Là ai? Chính là cháu của Sở Trường Vương. Hôm đó cậu ta uống say nên mới không cẩn thận đâm vào mẹ của cháu. Sao cậu lại biết được? Cả một lần cậu đánh hợp đồng với Sở Trường Vương, ông ta uống say nên không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Còn bởi vì như vậy á nên cậu mới có điểm yếu của ông ta. Những năm này cũng sống nhờ vào việc nịnh nọt ông ta. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bảo sao qua nhiều năm như vậy rồi mà đến cuối cùng vẫn không tìm được chút manh mối nào về kẻ gây án. Cậu đã nói cho cháu biết rồi, không có chuyện gì nữa thì cậu đi trước đây. Thằng tập chúng chết tiệt, ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Khung cảnh nhỏ nhỏ mà thôi, sau này cậu sẽ quen. Sao thế? Nào sắp xếp hành lý giúp tôi chuẩn bị xuất phát. Thời gian nửa tiếng đủ để cậu hoàn toàn nắm chắc được năng lực ưng nhãn. Đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xuất phát 10 ngày sau. Không ngờ Thượng Đình lại đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Lần này nhất định sẽ hỗ trợ cô giết được Yên Chủng, nhận được năng lực. Nhưng Thượng Đình á, đúng là thần bí thật. Không ngờ thì ra bạn học của tôi lại che giấu sâu như vậy. Đúng là không biết bối cảnh của cậu ta rốt cuộc là thế nào. Tôi đã dùng hết quan hệ cũng không thể điều tra ra được Thượng Đình có điều đặc biệt gì. Nhưng đủ đã biết được bối cảnh của cậu ta chắc chắn sẽ không đơn giản. Phía đó chính là xưởng bó hôn mà Thượng Đình nói. Chỉ là người đó là ai? Các cô đến rồi. Anh là Liên Trình Vũ. Mới có mấy ngày không gặp, cô đã không nhận ra tôi rồi sao? Theo như báo cáo, người có năng lực dù là ngũ hình hay là tướng mạo đều sẽ sinh ra thay đổi nhẹ mức độ nhất định. Nhưng anh đây là quả thực thay đổi quá lớn. Đừng có làm màu nữa, lên xe, đi thôi. Sao còn ra vẻ làm cao thủ? Thường Đình, bây giờ chúng ta đi đâu? Tòa Thâm Yên thứ ba sẽ xuất hiện lúc sáng sớm hôm nay ở thành phố A, bên cạnh vị trí xuất hiện cụ thể là hầm xe dưới lòng đất của tháp Song Tử Bỏ Hôn. Đã có mục tiêu xuất phát. 23 giờ 30 phút. Quả nhiên là có ký hiệu của Thâm Yên. Đã kiểm tra xung quanh xong chưa? Yên tâm đi, tất cả đều đã kiểm tra qua rồi. Ở đây không có vết tích của người hoạt động. Vậy thì tốt. Còn qua tí nữa thì Yên Thâm sẽ xuất hiện. Đến lúc đó các người tự bảo vệ tốt bản thân mình. Còn lại cứ giao cho tôi. Này, chẳng lẽ không phải là giao cho chúng ta sao? Còn đừng có làm hỏng chuyện đó. 12 giờ. Đến rồi. Hình như có vẻ rất là to. Đừng lo lắng.
Còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không? Nhưng chấm lông này là một loại Simber. Phương pháp tấn công của nó có hai loại. Lần lượt là phun axit có tính chất ăn mòn từ miệng và tấn công bằng thứ giống như là xúc tu. Tôi sẽ đánh đứt tất cả xúc tu của nó nhanh nhất. Còn cậu sẽ cho nó một chiêu chí mạng không sai chứ? Cái thứ ghê tởm. Tên này nhơm nhớm tóc chiếc tóc thắng đi. Đứt cho tao. Cô luôn. Các cô có thở qua đây rồi. Giao cho cô đấy. Ừ. Tránh ra. Ở đây có người khác. Sao có thở chứ? Về các ngươi. Các người nhặt lại một mạng rồi. Nó đã nhặt được một cái mạng thì lần này sẽ tha cho các người. Cút đi. Sinh vật này thuộc về tôi rồi. Đây chính là thứ mà cô nói là không có, là không một bóng người. Xem ra đó là tình báo của các người không thể khiến người ta tin tưởng được. Xin lỗi là sai sót của tôi. Này 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 này, chuyện đến nước này rồi không phải là lúc đùn đẩy trách nhiệm đâu. Mời cút đi. Theo nội dung trong sách thì tôi yên tâm thứ ba ở thành phố A không hợp bị người khác nhắm vào. Đến tận khi tôi yên tâm thứ tư xuất hiện mới có một người năng lực ở đây. Ngồi ý muốn phát hiện ra cô yên chủng này và giết nó. Thằng nhóc, còn chưa đi, là bởi vì hiệu ứng hồ điệp sao? Thằng nhóc, cậu thở dài cái gì? Không có gì, chứ là tình huống hiện tại tôi đã dự đoán trước được rồi. Thằng nhóc, cũng khỏe đấy. Cơ thể không chớ bị sắc. Chắc là năng lực họ điều khiển, nhưng không ngờ cơ thể lại mạnh như vậy. Ra tay. Thế giới này đúng thật là bất ngờ. Hỏi thằng nhóc cô mà cũng trở nên mạnh như vậy. Phát thứ năm. Vô dụng. Ông chú à, trình độ không có thì đừng có học người ta khoác lác. Ông đã mất đi một cánh tay rồi, từ bỏ phản kháng đi, tôi sẽ không giết ông. Trình Vũ.
Xem ra năng lực của cậu có lẽ là tăng sức mạnh. Nhưng chỉ tăng năng lực thôi thì chưa đủ. Không được cử động. Cô gái, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đã nói với các người là mau cút đi rồi, vì sao lại không nghe lời của tiền bối chứ? Cũng không biết bây giờ đến bệnh viện trị thương có cần mất tiền không. Này, này rồi đã, không bị chút gì sao? Trình vũ, tay của cậu bị sao rồi? Tháng rồi sao vẫn cứ thở cử động, xem ra là vẫn chưa gãy. Huấn luyện đặc biệt khoảng thời gian này quả nhiên là có tác dụng rồi. Mau nắm bắt thời gian giết yên chủng đi, sau đó rời khỏi đây. Nhớ viên yên thạch này đi. Những nghi vấn thì để sau này trả lời, bây giờ cứ rời khỏi đây trước. Đây chính là năng lực của tôi sao? Đừng có ngẩn ra đấy nữa. Được. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là sao? Sao sức lực lại mạnh vậy? Alo, sao lại đi lâu như vậy? Vậy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì sao? Đừng có nhắc nữa. Nửa giờ bị gã, bị hơi cái tên nhóc con tấn cho một trận. Mặt mũi đều bị người ta đánh thành đầu heo rồi. Ê, không nói nữa, tôi về đây. Đúng là xui xẻo. Ông chú, sao lại bị người ta đánh thành như vậy? Chết rồi đó, người ta đụng. Thành phố này còn có người năng lực có thể đánh anh thành thế này à? Đội trưởng, anh lau miệng trước đi. Đừng có nhắc nữa. Hai thằng nhóc đó không hề đơn giản á. Một đứa trong đó chơi súng vừa lên đã bắn gãy một cánh tay của tôi. Đứa còn lại còn đáng sợ hơn. Giờ một đấm đã đánh tôi ngất rồi. Cơ thể đánh anh ngất bằng một đấm năng lực nhận được, sợ là năng lực hở sức mạnh. Nếu như có thể lôi kéo bọn họ đến đây thì có lẽ là chiến lực không tệ. Muốn đi thì các người tự đi, tôi không bị hai cái tên đó tấn một trận nữa đâu. Hóa không, chuyện này giao lại cho cô đó. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, gỗ tôi là thiên yết, là mỹ nữ không thích lại muốn được gọi là bọ cạp. Ai, cô không hiểu sao cô lại muốn. Cẩn thận tôi giết anh đó. Nếu có thể thì thử xem. Được rồi. Hai người không thể dừng lại một chút sao? Còn cãi cọ nữa thì hai người sẽ bị giết hết đó. Đã mà đội trưởng chỉ biết hù dọa người khác thôi, chúng tôi không cãi nhau nữa là được rồi.
mọi việc đều nghe theo anh. Đúng là một đội trưởng ma quỷ. Hổ Hồng, tôi chỉ cho cô thời gian 3 ngày. Nếu đối phương không muốn gia nhập thì chết đi. Được. Yên tâm đi, Bạch đội trưởng không bị thương đến nội tạng đâu. Chỉ là hơi bị rạn xương một chút, có nghỉ ngơi một khoảng thời gian là khỏe thôi. Làm phiền bác sĩ Trương rồi. Còn về cậu bạn này chính là vì vớ thương phần mềm, xương không bị sao cả. Đấy là đương nhiên. Cũng không nhìn xem tôi là ai. Đâu 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 đâu, đây là bạn của ai? Tôi cũng không quen. Tiểu thư, tôi đi ra ngồi trước, có chuyện gì gọi tôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thương Đình, lần này chúng tôi làm việc không thuận lợi. Không sao cả đâu, đừng có nói những chuyện đó nữa. Năng lực của cô là cái gì? Đỡ tôi cho mọi người nhìn. Nhìn biểu cảm của cô chắc là năng lực không tồi nhỉ. Năng lực điều khiển lửa. Không phải điều khiển lửa, là điều khiển nguyên tố. Ngầu quá đi. Đúng không? Đúng không? Dựa theo những gì miêu tả, trong sạch thì năng lực hở nguyên tố được phân thành đỡ nguyên tố, đỡ nguyên tố và toàn bộ nguyên tố. Đỡ nguyên tố tất nhiên chỉ có thể sử dụng sức mạnh của một loại nguyên tố thôi. Đỡ nguyên tố thì có thể sử dụng 2 đến 3 loại. Còn toàn bộ nguyên tố, trong sách từng miêu tả một năng lực giả sở toàn bộ nguyên tố. Vì năng lực giả này mặc dù chết yếu, nhưng năng lực chiến đấu tuyệt đối không kém hơn 12 người mạnh nhất. Thương Đình, dường như tôi có được sức mạnh rất to lớn. Nguyên tố hỏa băng có thể dùng để tấn công. Nguyên tố mộc có thể trị liệu. Nguyên tố thổ có thể phòng ngự. Còn nguyên tố kim có thể cường hóa vũ khí. Mộc Thu, chúng ta có thể hoán đổi năng lực không? Không thể đâu, đừng có tự làm mình mất mặt nữa. Thương Đình, tiếp theo anh có dự định gì không? Tôi có một tin tức nội bộ đó. Nói ra xem nào. Quốc gia đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị thành lập tiểu đội đặc biệt chuyên nghiệp để đối phó với Yên Chủng. Bây giờ đã bắt đầu vòng chiêu mộ năng lực giả đầu tiên rồi. Tôi chuẩn bị gia nhập tiểu đội. Hy vọng mọi người cũng có thể gia nhập cùng tôi đối phó với Yên Chủng bảo vệ trái đất. Xin lỗi, tôi tạm thời không muốn gia nhập chính phủ. Đã bắt đầu rồi, tốc độ của quốc gia nhanh thật. Thương Đình, gia nhập chính phủ không có gì xấu cả. Mặc dù anh rất mạnh nhưng sắp tới xuất hiện từng lớp Yên Chủng. Thì giờ về sức mạnh cá nhân thì rất là khó đảm bảo an toàn hoặc là vấn đề hậu cần. Nếu gia nhập chính phủ, không những có thể nhận được sự hỗ trợ của đồng đội mà còn có hệ thống hậu cần vô cùng hoàn chỉnh. Nhưng mà sẽ không được tự do hành động. Nhưng mà Thường Định, không còn nói nữa. Tôi sẽ không gia nhập chính phủ đâu. Nhưng cô có thể yên tâm. Cho dù không gia nhập chính phủ thì tôi cũng sẽ cùng mọi người đối phó với Yên Chủng bảo vệ quốc gia của mình. Thôi được rồi, đừng là tiếc thật đó. Thường Định, nếu anh sau này thay đổi suy nghĩ thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
Với cả nếu cần giúp gì thì cũng có thể nói cho tôi biết. Tôi đúng là vẫn còn một lời nhờ vả. Tôi cần một khoản tiền. Cần bao nhiêu? Một gia tôi cái khá thì không chắc cái nhân tiền thì đủ dùng. 100 triệu một được không? Có phải là nhiều quá rồi không? So vậy 50 triệu cũng được. Thương Đình, sợ tôi cứ có cảm giác anh đang âm mơ cái gì đấy. Cô nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có. Được thôi, tôi tin anh. 100 triệu không thành vấn đề, đưa số tài khoản của anh đây tôi sẽ sắp xếp. Đưa thật sao? Không thì sao? Không hổ là một đại tiểu thư, hào phóng. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Hả? Gặp thế sao? Vết thương đã lành đâu? Không sao, chút vết thương nhỏ này không chết được. Này 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 này, cậu không phải nên hỏi ý kiến của tôi sao? Thương Đình, còn một khoản tiền lớn như vậy làm gì? Lẽ nào là anh ta muốn xây dựng một thế lực của bản thân? Thương Đình, không phải là cậu nói không bao lâu nữa hệ thống tiền bạc sẽ mất hiệu lực sao? Lấy nhiều tiền như thế để làm cái gì? Bây giờ cũng đã mất hiệu lực đâu. Chúng ta cần thành lập đội của riêng mình. Không có tiền sao làm được? Vậy sau này cậu chính là đội trưởng, tôi là đội phó. Thế thì chúng ta làm cái gì? Tất nhiên là mua một căn cứ đã. Cậu, hai của cậu á, không phải là kinh doanh bất động sản sao? Chuyện này giao cho cậu làm nhé. Có hai yêu cầu. Một là ẩn nấp ở vị trí hôn vu, tốt nhất là ở trong núi. Hơn nữa còn cải tạo toàn bộ. Hai là nhất định phải bảo mật, lúc cần thiết có thể uy hiếp cậu hai của cậu. Cậu giống như kẻ siêu xấu vậy. Chuyện này cứ giao cho tôi đi, nhưng mà cái thợ phải mất chút thời gian. Bây giờ chúng ta làm gì? Từ giờ đến lúc Thâm Yên xuất hiện vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Tất nhiên là tiếp tục huấn luyện đặc biệt rồi. No! Để ứng phó với trận chiến Yên chủng này, Toàn cầu đã phối hợp cùng nhau thành lập một số bộ phận đặc chủng đối phó với Yên chủng, đồng bào đồng lòng bảo vệ trái đất. Hôm qua, nước ta đã cơ bản hoàn thành bộ phận đặc chủng, giờ đã lập ở 6 thành phố A, B, C, D, E, F. Vị trí cụ thể như sau. Thường Đình, chúng ta có nên đi xem chút không? Không cần, căn cứ của chúng ta là thế nào rồi? Vẫn còn cần nửa tháng nữa mới có thể hoàn thành yêu cầu tái tạo kiến trúc của cậu. Thương Đình, bao giờ Thâm Yên xuất hiện lần nữa? Tôi đã sốt ruột lắm rồi.